cực linh, 6 con vật nên nuôi trong nhà để hóa giải vận đen, rước may mắn. Đừng vì ngày bẩn, ngày tốn mà bỏ qua nhé. Trong nhà nên có một trong 6 vật nuôi này để gia đình luôn bình an, may mắn. Có người coi thú cưng là bạn, có người là coi chúng như một vật nuôi bình thường. Tuy nhiên, nếu như bạn biết rằng chúng có vai trò quan trọng như thế nào trong phong thủy thì chắc chắn sẽ trân trọng chúng hơn nhiều đấy. Các nhà phong thủy cho rằng, nếu chúng ta nuôi thú cưng phù hợp với mệnh của mình thì chẳng khác nào rước thần hồn mệnh về nhà. Chúng sẽ bảo vệ ta khỏi những thế lực xấu, thậm chí đem lại may mắn. Cùng xem mình phù hợp với việc nuôi con gì trong nhà nhé. Chó. Tất nhiên rồi, đứng đầu danh sách những con vật nên nuôi trong nhà không thể nào thiếu chó. Chó là tuất trong 12 con giáp, thuộc hành thổ, đất khô, có hỏa, có kim, dương tính rất mạnh. Những người mạo mộc nuôi chó sẽ rất tốt, do mộc thắng thổ. Người tuổi mèo, dần cũng thích hợp nuôi chó nhất. Người sinh năm Tý, hợi không nên nuôi. Chó vẫn có giác quan rất xuất sắc, chúng vừa canh giữ nhà, vừa xua đuổi kẻ gian. Phong thủy còn tin rằng chó có thể nhìn thấy người âm, nên chúng cũng thường xuyên âm thầm xua đuổi thế lực này mà ta không hề hay biết. Ngoài ra, theo phong tục dân gian, chó thường sủa gâu gâu, nghĩa là giàu giàu. Vậy nên, chúng được tin là sẽ đem lại tiền tài cho gia chủ. Nuôi rùa. Rùa là một trong bốn tứ linh, bốn thần thú trấn giữ bốn phương. Những con vật đó là rồng xanh, đông, chim chư tước, nam, hổ trắng, tây, rùa, bắc. Rùa được xem là con vật thiêng liêng, mang lại nhiều điềm lành và tài lộc. Rùa còn là biểu tượng của sự trường thọ, mọi người đều hưởng được lợi ích từ sự hiện hữu của rùa. Ngoài ra, rùa còn là vật bảo vệ ở hướng bắc, là hướng tài lộc của bạn. Rùa là loài vật thuộc hành hỏa, vậy nên những người mang mệnh thủy nuôi rùa sẽ có công hiệu tài lộc thịnh vượng do thủy thắng hỏa. Đặc biệt, những người tuổi Tý và hợi nuôi rùa cực tốt cho phong thủy. Tuy nhiên, những bạn tuổi Thân, Dậu thì không nên nuôi rùa đâu nhé. Cá, chuột bạch. Cá là động vật trong nước, thuộc hành thủy, còn chuột bạch cũng thuộc hành thủy. Những người có mạng thổ nuôi một trong hai loài vật này sẽ có tác dụng mang đến tài lộc do thổ thắng thủy. Những người sinh năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thích hợp nuôi chúng nhất. Trong khi đó, những người sinh năm Tỵ, Ngọ không nên nuôi. Chim. Chim là loài động vật mang đặc trưng riêng của nó. Nó là loài mà chúng ta thấy không phải là loài xuất hiện phổ biến trong các gia đình. Chỉ gia đình nào có người mang sở thích và biết nuôi chim đúng cách thì họ mới nuôi. Chim là loài thuộc hành kim. Vì thế, nếu gia chủ mệnh hỏa nên nuôi chim để có lộc tài vượng thịnh. Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Ngọ và tuổi Tỵ nên nuôi các loài chim để mang may mắn. Còn gia chủ tuổi Mùi và tuổi Dần không nên nuôi chim trong nhà, rất kỵ không tốt. Mèo. Mèo chính là con vật được nhiều gia đình nuôi trong nhà. Mèo trong ngũ hành thuộc hành mộc, vì thế nên những người tuổi Thân và Dậu, tức là mệnh kim, nuôi mèo cực hợp. Bởi vì kim thắng mộc dễ thúc đẩy vận trình của bạn thăng tiến. Chỉ nào tuổi Thân và Dậu nhớ tìm ngay một chú mèo về nuôi cho hợp phong thủy để nhanh phát tài phát lộc nhé. Ngoài ra, những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi không nên nuôi mèo.